Trần Quỳnh tập 381. Ông Sáu Gân. Ông Sáu Sen, đứng lại. Tôi là Sáu Gân, không phải Sáu Sen. Khi còn trẻ ông mạnh khỏe là Sáu Gân, bây giờ ông yếu xìu thì là Sáu Sen. Ý chủ nói tôi yếu như con ốc sen phải không? Chính xác. Ai già thì yếu chứ đây già nhưng không có yếu đâu à. Lúc nào cũng là Sáu Gân à. Ông bị bắt. Có phải vì tội hít thở khí trời mà không đóng thuế, đúng không? Lệnh của làng, ai trên 70 tuổi phải vô sống trong trại dưỡng lão để làng nuôi. Chả cần, tôi nuôi tôi được rồi, khỏi cần ai nuôi. Nhưng đây là lệnh. Lệnh tào lao. Ông Sáu Sen đứng lại. Tôi là Sáu Gân. Bắt ổng. Ừ, bắt được thì tôi chịu là Sáu Sen, sẽ vô trại dưỡng lão ở. Sen thì chịu là sen cho rồi, bày đặt tự ái. Ói. Ổng còn gân lắm. Tại tụi mày giá ạt để tao. Thử sức với ông bằng võ lực là vô phép. Tôi sẽ vật tay với ông. Hay, vật thì vật. Ông hứa ngàn, hễ thua thì phải vô trại dưỡng lão à. Ừ, hứa. Làm sao ông Sáu địch lại ông mập đó? Tao nói ông Sáu thắng. Cá không? Cá. He he. Hừ. Ói. Hết giờ giỡn. Sao, Gân hay Sen? Ổng già mà còn gân ghê, không bắt ổng được đâu. Ôi da, pét. Sao con tát nó vậy? Nó cá với con, nếu ông thua thì nó tát con 2 cái, ông thắng thì con tát nó 3 cái, mới tát có 1 cái mà nó chạy. Mày tát mạnh như trời giáng vậy. Tát vậy mới đã tay. Tha cho nó 2 cái đi con. Con phải đánh cho nó chữa cái tội cờ bạc. Gặp gì cũng cá, hở tí là cá. Còn lâu tao mới chừa. Ông Sáu Gân, bấn dùm tôi gốc cây này đi, tôi trả tiền công cho. Ông ơi, ông lớn tuổi rồi, sao ông không để con nuôi mà phải đi làm khổ cực vậy? Nó còn phải lo cho vợ con nó. Mình còn sức thì cứ làm, chừng nào thành sen rồi hãy tính. Công nhận ông khỏe thiệt, lớn tuổi rồi mà cứ như thanh niên. Bởi vậy ông mới có tên là Sáu Gân. Con sẽ ráng làm sao để được gọi là Quỳnh Gân. Vậy điều trước tiên là phải bỏ cái bụng. Ông Sáu, ông Lý gọi ông kìa. Có một con cọp vừa xuất hiện trên núi. Nó bắt gia súc của làng dữ lắm, ông bắt nó đi. Tôi đâu có nghề bắt cọp mà ông Lý biểu tôi bắt. Ông là người khỏe nhất làng nên ông phải làm việc đó. Không dám hả? Vậy ông là Sáu Gân hay Sáu Sen? Sáu Gân. Vậy thì Sáu Gân bắt cọp đi. Còn không dám bắt cọp thì là Sáu Sen. Mà là thì Sáu Sen thì phải vô trại dưỡng lão. Mãi mãi là Sáu Gân. Ông già gân thiệt. Đâu có được. Bắt thú dữ phải có nghề, có kinh nghiệm, chứ đâu phải có sức mạnh là bắt được. Ông Sáu tuy khỏe nhưng cũng già rồi, đâu có mạnh bằng cọp được. Theo giúp ông. Cọp con heo ở đây, thế nào con cọp cũng tới. Ồm. Cốp. Già mà gân ha. Tao tên là Sáu Gân mà. Ồm. Chát. Gân chuột đánh không đau tí nào. Đánh vầy nè. Chát. Nó đánh mạnh ghê. Bút. Cốp. Ồm. Béo. Ngọ xuống đây. Ngon lên đây. Không bên nào ngon hết. Một bên không lên được, một bên không dám xuống. Cứ ngồi đợi nhau như vậy thì sẽ thành hồn vọng phù hết. Về mượn bộ da cọp. Chú Tào ơi, có chuyện gấp lắm nè. Chú cho con mượn bộ da cọp để cứu ông Sáu Gân đi. Cho nị mượn mấy lần. Bộ da này bị mắc phong long, không bán được. Để sau này con giàu con mua cho. Đẹp gái ra phết, xịt tí dầu thơm. Em đẹp nhất rừng này. Ê, sao lại chạy? Ta đẹp trai lắm mà. Nó đi rồi, cảm ơn con cọp đẹp gái. Con cọp mạnh quá, ta chưa bắt được. Con nghĩ ông nên bỏ cuộc cho rồi. Làm sao mà ông bắt được nó? Nè, chớ có coi thường Sáu Gân này à. Ngày mai ta sẽ bắt nó.
cho con theo phụ ông. Dẹp, bắt một con cọp mà phải có người phụ thì đâu còn là sáu gân. Ông gan ghê. Chát. Ồm ầm. Đánh đấm kiểu gì mà cứ leo lên cây ngồi ngó xuống. Lại kẻ dưới đất, người trên trời ngó nhau, giống ngưu lang chức nữ ghê. Lại phải dùng mỹ nhân kế dụ con cọp. Không có cho nị mượn bộ da cọp để đâu. Hôm qua nị làm rách máy lỗ, vá không có được. Tìm cách khác, quýnh gần đâu có chịu thua. Làm cách nào để ông Sáu không biết mình giúp? Ông mà biết thì giận à. Gọi là ông Sáu gần gàng thì đúng hơn. Ngó xuống đây, ngó lên đây. Sắp có dòng, cái cây ông đang ở trên có vẻ yếu quá. Rủi mà gió làm gãy cây thì nguy. Kệ, ông giận thì giận, phải cứu ông, đi bứt dây rừng. Vút. Chóc, đứa nào chơi kỳ vậy? Ông ơi, con bắt được nó rồi nè, ông xuống đi. Ta đâu có nhờ con giúp, ai cho phép con bắt nó? Người bắt nó phải là ta. Thả nó ra, mai ta sẽ tự tay bắt nó. Con thấy ông cứ ngồi trên cây ngó nó thì làm sao mà bắt? Ta ngồi trên đó để suy tính kế, thả nó ra. Đúng là sáu gân gàng. Ồm. Nó sợ chạy mất rồi. Mai ta bắt. Ông cứ theo bắt nó từ ngày này sang ngày khác, rồi thì ông sẽ đuối sức, nguy lắm. Hai đứa mày dụ hai ông lính, chạy đi, để một mình quan ở lại. Chạch chạch. Hai đứa kia ném buộc vào người quan. Bắt chúng cho ta. Đứng lại cho ta bắt. Hừ, áo mới mày. Bịch. Đá gì mà đẹp vậy? Vàng, cục vàng. Dạ, qua cho con xin lại hòn bi ạ. À, ở đâu mày có hòn bi này? Dạ, con lượm trên núi, nhiều lắm ạ. À, con thấy đẹp nên đem về làm bi chơi. Nó không biết đây là cục vàng. Ổng không biết đó là vàng giả. Dẫn ta tới đó, ta cho tiền. Ta cũng muốn lấy vài hòn về cho con ta chơi. Dạ, quan theo con ạ. À, con cọp thường xuất hiện chỗ này. Quan leo lên cây giùm con, lẹ lên. Ồm. Cái bụng to thế này làm sao mà leo? Bẩm, cọp thích người có cái bụng to lắm ạ. Hả? Vút. Ồm. Ồm à. Còn chọc nó nữa hả? Sao không thấy ông Sáu vậy? Không lẽ ông bỏ cuộc? Ông Sáu phải cứu quan thì mưu kế của mình mới thành công. Dạ, quan cứ ngồi yên trên này, con về nhà gọi người tới cứu. Ừ, đi đi. Vù. Sao bữa nay ông không đi bắt cọp? Lát nữa ta đi đám giỗ, bữa nay nghỉ, mai đi bắt tiếp. Con cọp đang phá mấy người làm rẫy kìa ông ơi. Kệ, nó phá thì đánh nó, ta mắc đi đám giỗ. Ông không bắt nó thì con bắt, con là quýnh gân đây. Một lát nữa mày chạy tới nói với ông Sáu như vậy. Ông ơi, thằng Quỳnh đang bị cọp truy sát kìa. Quỳnh gần chuột. Ồm, con ở trên đó hả? Dám gọi ta là con hả? Không phải thằng Quỳnh, không cứu. Con nè, con là Quỳnh nè. Cốp. Ồm. Ồm. Ôi, bắt được con cọp rồi. Ai cho mấy người bắt nó? Thằng Quỳnh nhờ tụi tôi bắt nó giùm ông mà. Đèn con cọp lành cho tôi. Phải tự tay tôi bắt được nó mới được. Có người phụ bắt thì tôi không còn là sáu gần, mà là sáu sen. Mà là sáu sen thì tôi phải vô trại lão. Mấy người hại tôi. Chuyện gì vậy? Ta nghe mà không hiểu gì hết. Dạ, làm biểu ông Sáu phải bắt con cọp này. Nếu bắt không được thì ông Sáu phải vô ở trong trại dưỡng lão. Vì sao bắt cọp không được thì phải vô trại dưỡng lão? Dạ, bắt con cọp không được có nghĩa là đã yếu, phải vô trại dưỡng lão. Người ta có con cái nuôi thì sao? Dạ, có con nuôi cũng phải vào trại luôn ạ. Lên tào lao, gọi ông Lý trưởng lên gặp ta. Nhờ ông Lý tí việc, cha của ta đã hơn 70 tuổi, nhờ ông đưa ông cụ vô trại dưỡng lão giùm ta. Dạ, không dám, không dám ạ. Phải làm đúng luật của làng. Xin quan tha cho em lỡ dại. Tại thằng con của ông Sáu gần bày mưu để em đưa ông Sáu gần vô trại dưỡng lão,
Không có ông Sáu Gần, nó bán hết tài sản của ổng rồi chia cho em một ít. Lôi cổ thằng con của ông Sáu Gần lên đây, đánh 100 hèo. Ông Lý 20 hèo là phần nó chia cho đó. Chưa hết đâu, giờ quan đánh, mai mốt tới trời đánh. Muốn bán tài sản sao không nói mà lại bày trò tào lao vậy? Đưa giấy tờ đây, ta ký đồng ý cho con bán hết, ta đi chỗ khác ở. Ông Sáu đi thiệt hả? Sáu Gần không nói giỡn, ta vô Nam ở, khi nào cưới vợ thì nhớ mời ta. Được rồi đó, cột đi, chúc mừng trăm họ ăn no hạnh phúc. Dẹp dẹp, đám dỗ chứ không phải đám cưới đâu mà văn bản cái khoa. Dạ đám dỗ nhưng phải vui vui một tí chứ ạ. Dẹp, ta biểu dẹp. Láng giềng có đám dỗ sao không mời nhau? Dạ con không dám mời ông, đám dỗ nhà con soạn lắm, khách khứa toàn là người nghèo. Đám dỗ nghèo mà văn bản kết hoa, sao không mời người giàu có? Con nghèo đâu có quen ai giàu có mà mời. Ráng giàu đi, nghèo mãi mà không chán hả? Vài bữa nữa nhà tao có đám dỗ, qua mà nhìn để ráng làm cho được như tao. Đám dỗ nhà ông chắc là to lắm, khỏi phải nói, cả chục mâm, khách khứa toàn là người sang trọng. Ông ơi, có khi nào đám dỗ nhà giàu mà khách toàn là người nghèo không ạ? Tào lao. Ý giàu được khinh người, Quấn sẽ tặng ông một đòn. Ông Phú Hộ Chí mời tao ăn dỗ, có thiệp đàng hoàng nè. Trời giúp mình. Tin tình báo cho biết khuya nay nhà ông Chí mổ bò. Lấy cái bào rồi đi với tao. Mổ tới 2 con bò, chắc là đông khách lắm. Họ mổ xong rồi, tìm xem họ để mấy cái đầu bò ở đâu. Trong mấy cái giỏ cần xé kìa. Tới lấy. Vẽ gì vậy? Làm bò bệnh. Con bò này bị lở mồm, miệng lưỡi tím rịm kìa. Chú Lưu ơi, ghê quá nè. Nhà ông Chí mổ bò, họ liền mấy cái đầu bò ra bãi rác, con lấy được nè. Chớ mày đi đâu ra đó mà lượm đầu bò. Tụi con định chỗ một ít bánh nên núp ở bãi rác chờ. Họ liền cái đầu bò ra, con thấy như vậy nên đem về cho chú coi để đừng đi ăn dỗ. Họ mổ bò bị bệnh lở mồm, ai ăn vô sẽ bị lở mồm, rụng răng đứt lưỡi, hết nói luôn. Chú thấy không, miệng lưỡi của con bò đều tím rìm, nó bị bệnh nặng lắm đó. Ghê quá, nhưng ổng mời mà không đi, ổng trách. Chú nhờ người đại diện đi, chú viết mấy chữ lên thiệp báo bận, nhờ người đi thay. Ai dám đi thay? Để con lo, chú viết thiệp đi. Chú nói nhỏ cho bạn bè của chú biết để họ không đi. Chú nói họ cũng viết thiệp nhờ người đi thay. Bao nhiêu thiệp chú đưa hết về cho con. Nè, thiệp nè, ai cũng nhờ người đi thay, không ai dám đi. Thiệp đây, bác đi ăn dỗ đi, bác nói là đi thay cho ông lý trưởng luôn. Bà nói đi thay cho bà chủ tiệm gạo. Tự dưng được đi ăn dỗ, thích ghê. Đi đâu đây? Dạ ăn dỗ. Ai mời? Có thiệp mời đây ạ. Hả? Ông nào cũng nhờ người đi thay, bộ thế gian hết người rồi hay sao mà nhờ hành khất đại hiệp đi thay không vậy? Vô, có thiệp thì cứ vô. Trời đất ơi, khách của tôi đây sao? Ha ha, ông bình dân ghê, giàu có mà mời toàn khách nghèo. Vậy mà ông nói không bao giờ đám dỗ nhà giàu có khách nghèo, khách của ông còn tệ hơn nghèo nữa. Sao các ông không đi ăn dỗ mà lại nhờ đám hành khất? Tôi chỉ việc viết mấy chữ nhờ đi thay, còn việc mời ai là do ông lu. Ông trời xấu, mời tụi tôi ăn mà mố bò bị bệnh lỡ mồm. Ai nói? Ông Lưu nói, ông nói nên tụi tôi mới tin. Ông Lưu, sao ông nói kỳ vậy? Tàn chứng đầy, tôi đâu có đặc điều. Ủa, bò khỏe như trâu có thấy bệnh gì đâu. À, hiểu rồi, thằng Ký trời đánh nhà mình bày trò chứ không ai vô đây. Mày dựng tuồng phải không? Cho ổng chừa cái thói ỷ giàu khinh nghèo. Mày chơi xấu, mày mời hết mấy người hành khất đi ăn dỗ, không cho tụi tao vài cái thiệp. Tao sợ tụi mày ăn bò bệnh sẽ bị bệnh. Thằng Toét nói hết rồi, mày vẽ sơn lên đầu bò để giả bò bệnh. Thôi thì để dịp khác tao đền. Không, đền bây giờ.
đèn, đèn. Buông tao ra, tuột tuột để tao đèn. Chờ ở đây đi. Còn bao nhiêu chè gì mang tới bán cho ông Lý trưởng lưu đi. Nếu ổng đang bận việc thì cứ để chè ở cổng. Viết tên của dì cùng với giá tiền để đó, ổng sẽ trả cho người tới trả. Còn bao nhiêu xôi dì mang tới bán cho ông Lý lưu. Còn bao nhiêu bánh ông mang tới nhà ông Lý lưu. Gì đây? Cậu Quỳnh nói tôi mang tới bán cho ông. Tôi sai nó đi mua hồi nào? Tôi không nói sai đâu, tất cả những người ở đây đều do cậu ấy gọi tới. Trời đất, cả chợ thức ăn dọn vô nhà tôi. Ông Lý trả tiền đi ạ. À? Tôi đâu có. Thằng Quỳnh là người nhà của ông Lý, ông không thể nói là không biết. Tiền nè. Ông Lý trả tiền mà toát mồ hôi như tắm. Ông trời ơi, sao ông nỡ xe duyên tôi với thằng Quỳnh? Ông bắt tôi chịu đời với nó tới bao giờ? Mình ăn đi chú. Trời đánh mày, mày ăn cho hết, ăn không hết thì biết tay tao. Ngày xưa cô Tắm bị bà dì ghẻ sai lựa đậu. Cô lựa không được thì trời sai một đàn chim xuống lựa. Bây giờ con ăn không hết thì trời sai một đám âm binh xuống ăn phụ con. Âm binh, có. Ăn phụ ta. Sực sực. Mam mam. No rồi, tụi con cảm ơn ông Lý ạ. Thông báo gì vậy? Từ nay ai bán hàng cho thằng Quỳnh thì theo đòi tiền nó. Ông Lý lưu không chịu trách nhiệm. Chú đoạn tiệc với con vậy hả? Ừ à, tao ly dị mày luôn.